gái thì cũng có một mối tình, năm 32 tuổi, cũng không có sâu đậm gì lắm. Không thấy không hợp nhau thì chia tay. Từ nhỏ tới lớn có một mối một đó thôi đó hả? À, quen được mấy tháng? Quen được 6 tháng. Ôi là trời. Trời ơi. Bao nhiêu năm rồi chưa có người yêu? Mười mấy năm rồi. Ôi là trời ơi. Rồi giờ biết cách yêu không? Cái trường hợp này lo lắm, không biết cách yêu họ, không biết không làm sao luôn. Chưa có thực hành không biết. Trời ơi, chưa thực hành luôn. Chưa có đủ hôn đầu đời luôn. Tức quá rồi, tức luôn. Mình tên Nguyễn Thành Tâm, đến từ Lấp Vò, Đồng Tháp. Sinh năm 1976, đang sống ở Vò, Thủ Đức. Tâm làm gì Tâm? Tài xế xanh FM. Tâm sống với ai? Mình nên. Mình nên hả? Mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, Ngọc Lan. Mình tên là Trần Thị Minh Thúy, sinh 1975. Quê mình ở Bến Tre nhưng mình sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm nhân viên của một công ty Hàn Quốc nhưng mà phụ trách về bên đóng gói. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè Tâm? Ưu điểm của mình siêng năng chịu khó, khuyết điểm thì hay tin người. Lừa tình lừa tiền có bị lần nào không? Không. Mời nhà gái. Ưu điểm của mình là cũng chịu khó, nấu ăn cho gia đình, bữa cơm gia đình thì cũng được, ok. Anh cũng biết nấu ăn em. Anh cũng biết nấu ăn em. Cảm ơn anh. Tâm không nấu được thì Thúy nấu, mà Thúy không được nấu thì Tâm nấu, đúng không? Khuyết điểm của mình là nhút nhát không? Nhát trước đám đông. Đường tình duyên có mấy mối tình rồi Tâm? Dạ em có một mối tình là mà ly hôn năm nay nữa, mười mấy năm rồi anh. Mối tình mà ly hôn nữa, mười mấy năm rồi hả? Dạ. Được hai con, đứa thì đang 25 tuổi, nó làm công ty văn phòng, còn đứa thì học bác sĩ năm thứ hai ở Cần Thơ. Trời ơi, giỏi vậy hả? Dạ. Rồi hai đứa ở với ai? Nó ở với mẹ lúc đó thôi, rồi đi ở lại, rồi thằng trai nó mới dính với mẹ nó, mình dọn đồ mình theo đó, rồi ở hai tháng không được thì hàng không được gãy nữa. Có vợ thôi hai lần, một vợ mà thôi hai lần. Hai lần. Trời ơi, dễ thương. Ly hôn rồi mới ở lại hai tháng chịu không nổi. Làm gì mà căng có hai tháng ở chịu không nổi, giọt luôn là sao? Như tòa đã quyết định rồi mà như chưa có lấy giấy đó. À, chưa giấy ly dị. Rồi cái ngày đó đi chở cô ra đi đám, đi ngang tòa án đó, cô ra kêu ghé lại lấy giấy. Lấy giấy rồi xong cái nhét vô cốp xe về ghé nhà ông và vợ, cái cô ta đưa cho ông vợ của ta. Thì mình thấy mình cũng tự ái từ từ rồi gì, thấy sớm liền cũng nói này nói kia, mình cũng mắc cỡ thôi, mình đi một lần nữa mình bỏ luôn. Trời ơi. Nói chung là đời trai 12 bến nước cũng lận đận quá ha. Rồi còn nhà gái thì sao nè? Nhà gái thì cũng có một mối tình, năm 32 tuổi, cũng không có sâu đậm gì lắm. Rồi không thấy không hợp nhau thì chia tay. Từ nhỏ tới lớn có một mối một đó thôi đó hả? À, quen được mấy tháng? Quen được 6 tháng. Ôi là trời. Trời ơi. Bao nhiêu năm rồi chưa có người yêu? Mười mấy năm rồi. Ôi là trời ơi. Rồi giờ biết cách yêu không? Cái trường hợp này lo lắm, không biết cách yêu họ, không biết không làm sao luôn. Chưa có thực hành không biết. Trời ơi, chưa thực hành luôn. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Tức quá rồi, tức luôn. Nay ông Tâm ông thấy làm sao có tâm chút xíu nha. Dạ. Bây giờ mình tưởng tượng đi, nếu mà mình có bồ thì mình mong muốn người bồ nó sao nè. Đó. Mình mong muốn cao hơn em chút. Như em là 1m57. Hơn luôn. Xăng. Không cần đẹp trai đâu. Không, bên kia nhìn. Bên đó là dư đẹp. Dễ nhìn được rồi. Sáng sủa. Công việc phải ổn định để bảo đảm kinh tế gia đình. Nhưng là phải chịu khó. Bên kia chịu khó lắm mà không có lười đó. Hiền, tại vì em hiền. Rồi, thấy cưng quá à. Hiền thiệt, nhát thiệt á. Đừng có gia trưởng. Biết chia sẻ công việc nhà. Em không thích đàn ông là cũng nghiện rượu bia cờ bạc. Mấy cái điều đó anh không có em ơi. Có rượu bia cờ bạc gì không? Không. Lái xe mà dễ gì em uống rượu bia. Rồi giờ còn anh Tâm thì sao? Muốn có người yêu như thế nào? Thì biết người đó thật lòng chung thủy thì mình sẽ thương yêu cô ta và chia sẻ đi hết đoạn đường cuối cùng thôi. Mình cũng không có đầu tiêu chí gì, nhìn được là được hả? Giờ mở rào coi cô nhìn được hay không biết liền đúng nha. Không? Hôm nay Tâm đi với ai? Đi với bà chị họ hay sớm. À, chào bà chị. Chị chào chú Huyền Linh với anh cô Ngọc Lan. Chị là chị họ của em Tâm. Tâm hiền lành thiệt không chị? Hiền lành thiệt, chân chắc thật thà. Quýnh lạo gì sớm? Không có. Rượu chè gì không chị? Không có luôn. Chơi hụi đánh số đề gì không? Không có. Không có gì hả? Không. Rồi chị thấy cô này sao? Thấy em gái dễ thương. Nếu được thì hai em cho nhau cơ hội đi. Chị cũng đồng ý đó. Rồi. Cảm ơn chị gái. Chị họ đồng ý rồi đó. Rồi bây giờ là nhà gái đi với ai ạ? Dạ nhà gái đi với em. Dạ rồi, chào đại diện nhà gái ạ. Em xin chào hai MC, chào quý vị khán giả trường quay và nhà trai ạ. Em thấy thì cũng được đó, không biết chị sao, thì em thấy thì nhìn cũng được. Cũng được hả? Nhưng mà sao chị em lâu quá không có ai, chứ chị cũng muốn hay là có ai theo đuổi chị không?
Dạ có, nhưng mà tự vì có lẽ không hợp hay sao đó là chắc chị em cũng hơi khó. Hơi khó tính hả? Kỹ tính này sao? Nhát quá chứ. Dạ nhát quá. Nhát quá lắm. Rồi. Rồi. Thôi. Mở vào. Bắt đầu đi Tâm. Nhanh gọn lẹ Tâm. Đứng lên nào. Anh có món quà tặng em. Hy vọng em ôm ngủ nó để em nhớ tới anh. Dạ cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng cho anh. Cảm ơn. Ngoài quà qua ra, tôi còn tiết mục văn nghệ ca cổ bạn Tâm gửi cho bạn Thúy. Lên câu vòng cổ cái coi Tâm. Chúng tôi yêu nhau 6 năm rồi chưa thành chồng vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: thằng Tâm cái tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng nó bị ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn chịu thật là buồn. Từ cái bữa nhà em qua giảm hội, thấy mẹ lắc đầu thôi anh cũng giặt áo bờ xong. Hôm có lệnh tòng quân cho anh không cho em biết, anh lại sợ cái lắc đầu à lại tiếng không. Rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ở. Vô luôn. Em phải đổi lại là Thúy nha chứ không phải là rồi nha. Hồng là cô nào? Hồng cô nào? Mới quen tao Hồng là cô nào? Hồng là sao? Trời cảm ơn bà ca. Thúy hát lại đối đáp với nhà trai coi. Em ca cái bài Nếu Hai Đứa Mình của anh Bằng Lê Vinh. Đúng rồi. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đêm tối không làm mở lối yêu thương. Nếu hai đứa mình bên nhau quên rồi. Quên rồi. Dễ thương quá. Vậy được rồi. Thôi về ghế ngồi đi Tâm. Rồi bây giờ hai anh chị chia sẻ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng ta cảm nhận về nhau như thế nào nè. Anh thấy em như thế nào? Đẹp, xinh. Cảm ơn. Vừa mắt anh. Dạ. Vừa mắt anh. Có cho anh cơ hội để tìm hiểu hẹn hò thì anh sẽ hứa yêu thương em, lo lắng cho em. Em là tinh thần, anh là sức mạnh để hai đứa mình cùng tác cảng Biển Đông. Em là tinh thần, anh là sức mạnh để hai đứa mình cùng tác cảng Biển Đông. Dạ cảm ơn anh. Hẹn hò thì em thích đi đâu em chở em đi. Sài Gòn chỗ nào anh cũng đi tới được. Dạ. Nếu mà Cầu Tre mà lắc lẻo gặp gần khó đi thì có anh cổng em đi. Ôi trời. Quá dữ. Mấy đứa nhỏ là học mấy cái câu này nè nghe chưa. Nếu mà hai đứa mình tìm hiểu xong em khoảng bao lâu cho anh cưới em? Thì thời gian thì em không biết trước, tại vì tìm hiểu mình đủ hiểu thì mình mới tiến tới. Tâm dạch ra kế hoạch coi. Nếu mà mình lấy nhau rồi thì mình có thể công ăn việc làm, mình ở Sài Gòn, mình ở Sài Gòn, lâu lâu mình về quê chơi. Dạ. Bình thường thì nhà đi cũng của mình. Ở dưới đất đai vườn, nhà cửa, rồi vườn tường sau. Có ruộng mà cho mướn, mừng mấy 20 năm nay cho mướn không có làm. Dạ. Được nhiêu công? Được 4 mấy công. Được 4 mấy công. Trời ơi. 4 hecta mấy, gần 5 hecta. Em tiến tới nắm tay Thúy coi. Đúng rồi đó. Rồi chúng ta tâm sự tiếp nè. Rồi. Đó. Hay là anh Tâm, Thúy thấy Tâm thì sao? Em thấy anh cũng được, cũng chịu khó. Anh siêng làm chịu khó đây em. Anh sẽ lo cho em, anh đi hết con đường còn lại. Anh nói là anh muốn tiến tới với em thì anh hứa gì anh để anh lo cho em. Em muốn ăn cái gì bóng phần giữa đêm rồi anh có chở đi không? Có. Anh hứa trước chương trình này là nói cái gì việc thật là sự thật. Anh không bao giờ người miền Tây chất phát thật thà mà em. Yeah. Em có người miền Tây cũng thật thà. Anh cũng thương là phải chân thành. Anh quan điểm thế nào về hôn nhân, gia đình, tình yêu? Thì anh sẽ tôn trọng tình yêu đối với em và anh là chân thật và người của gia đình để lo lắng cho em thôi. Còn đối với em thì hôn nhân là phải, gia đình là phải có trách nhiệm. Có. Phải hiểu, phải tin tưởng và phải tôn trọng lẫn nhau nữa. Đúng rồi. Nếu em sinh con thì anh chăm sóc vợ và con như thế nào? Thì anh thể hiện như thế nào? Nhặt đồ, nấu cơm, đi chợ mua đồ ăn cho em thôi. Rồi con nửa đêm nó khóc, nó uống sữa. Anh thức, anh dỗ, anh pha sữa cho nó uống. Nói là phải làm được. Ok. Tâm cảm xúc nãy giờ với Thúy như thế nào khi nắm tay nói rung động anh?
Rung động ha? Rung động. Còn Thúy có rung động gì không? Rung. Em rung hả? Chưa có động đúng không? Mới rung thôi đúng không? Bây giờ ôm giao lưu cái là nó động liền. Chặt luôn, ôm chặt luôn. Người đàn ông đầu tiên ôm đó nha. Ông dám hùng cái không? Chợt nông nha. Thôi hai người cố gắng tìm hiểu nhau ha. Anh thấy được đó Thúy. Dạ. Rồi cảm bây ơn giờ anh. Mình trở về ghế. Nếu chúng ta đồng ý, mình bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như chúng ta cảm thấy đây không phải là đối tượng mà mình đang đi tìm thì chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Trời ơi, cái gì vậy cô? Cô chậm quá. Em cứ tìm hiểu đi, anh nghĩ Tâm là người tốt. Dạ. Chúc mừng hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Tâm hứa với em gái cái gì đi? Mình hứa thì mình sẽ thương yêu Thúy để em đi hết quãng đường còn lại, sẽ bảo vệ, chăm lo. Bây giờ chính thức là mình đã hẹn hò với nhau, mà là chính thức nụ hôn là đầu đời nè. Rồi chúc mừng hai bạn nha. Hiểu và điều chỉnh. Được luôn. Dạ. Con thích một anh trưởng thành, bình tĩnh, rồi thẳng thắn, rõ ràng, quyết đoán, bản lĩnh. Yên tâm đi, 3-4 mối tình rồi là có đủ tất cả những cái yếu tố đó đó. Khó lắm con ơi. Con thích một loạt vậy á. Cũng khó lắm á. Tại vì con biết là trong cuộc sống sẽ xảy ra rất rất là nhiều chuyện. Con cần anh đó phải thật sự là bình tĩnh. Anh đó đừng có đứng trước mặt con là một người cọc cằn, la lớn hay là chửi con gì đó. Anh ấy cứ bình tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng với con. Em tên là Nguyễn Văn Minh, em năm nay 28 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là quản lý với một công ty của nước ngoài. Tiền Giang là làm ở đâu? Em làm ở huyện Châu Thành anh. Châu Thành đúng không? Dạ, đúng. Có gần Linh không Linh? Huyện của Linh luôn đó. Ồ vậy đó. Cùng quê Linh là công dân của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Rồi nhà mình nè, mình nói đi, mình có ở Tiền Giang không? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Em chào anh bên cạnh, em chào tất cả quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Long An. Vậy hả? Dạ. Bây giờ là làm ở quận mấy? Dạ con là ở quận 10, con ở quận Bình Tân. Long An là ở huyện nào? Dạ con ở Đức Hòa. Long An Tiền Giang là cũng bạn hàng dạ, xóm sát bên. Rồi bây giờ mình cho nói một số cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Con cảm thấy con là một đứa dễ ăn, dễ ngủ, dễ vui, dễ thích nghi, rồi rất là lạc quan, vẻ đẹp. Dễ gì nữa không con? Dạ. Này con vẽ đúng không? Dạ không, cái này là con tung màu thôi chứ con không có vẽ. Trời ơi, đáng yêu. Có cái gì dễ con thông báo cho đàn trai biết là về đàn trai dễ tính toán thôi. Dạ, nhưng mà con cảm thấy là về tình yêu thì con không được may mắn cho lắm. Không may mắn hay là con khó trong tình yêu? Dạ không, con không có khó. Con cảm thấy là từ trước tới giờ chưa có anh nào mà giống như là nhắn tin hay là gọi điện thoại cho con, nói với con là anh thích em là bạn gái anh nha. Chưa có luôn hả? Dạ chưa có luôn. Vậy hả? Dạ. Có nghĩa là con qua luôn cái mục thứ nhì rồi, là cái điểm yếu của con là con chưa có bạn trai. Con cảm thấy là con khá là vô tư á, cho nên là con cần một anh mà phải nói thẳng trước mặt con, thì đôi khi may ra con mới hiểu. Nói sao? Nói sao? Nói thẳng trước mặt luôn hả? Dạ đúng rồi, phải nói thẳng trước mặt con. Nhiều khi người ta nói mé mé nhiều mà tại vì con không hiểu thôi. Dạ đúng rồi, con nói đi em. Em nói trai, nói luôn trai, anh yêu em. Dạ. Sao giả? Anh mà không nói mà anh hành động được không em? Tại vì á Linh biết không, bạn này nói mé mé bạn không hiểu là bạn lơ luôn, cái người ta tưởng bạn không thích người ta. Cái người ta thôi người ta cũng lơ luôn. Vậy là đúng không? Mình phải có phương pháp tấn công trực tiếp luôn. Dạ. Rồi, còn bên em là điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em là ga lăng nè, biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe và cũng giỏi việc nhà với hay là biết nấu ăn. Dạ. Biết nấu ăn luôn. Trai Tiền Giang nấu ăn giỏi lắm. Dạ. Điểm yếu là điểm gì? Yếu của em là em là người sống khá kỹ tính, với lại là công việc thì lúc nào em cũng muốn nó công việc nó phải tròn, với lại là em là người với chỉnh lại chu quá, đúng rồi, chỉnh chu. Dạ, người ta cứ nghĩ là em khó. Thấy em hơi mít ướt á. Dạ. Dạ cũng có. Rồi được rồi. Có mấy mối tình rồi cưng? Dạ em
thì có khoảng 3-4 mối tình, nhưng trời mà có không có mối tình nào chính thức hết. Vậy mà... chỉ mới tìm hiểu khoảng lâu nhất thì khoảng 3 tháng thôi. Dạ, chào cô Hồng Vân. Nói tiếp coi nè, coi nè, những mối tình là kiểu như tìm hiểu thôi chứ chưa có gì sâu đậm hết đúng không? Dạ đúng rồi, nguyên nhân là cũng do tiếng nhân mối tình thứ nhất thì em cũng tìm hiểu một bạn được khoảng 2 tháng, nhưng mà tháng 2 thì em thấy bạn nói chung là cũng có tìm hiểu một người khác nữa, cho nên là cũng muốn dừng lại. Dạ thôi luôn rồi. Mối tình thứ hai thì em tìm hiểu một bạn là giáo viên mầm non, nhưng mà bạn đó ở hơi xa. Thôi luôn. Cái mối tình thứ ba thì cũng mới đây là cũng khoảng tìm hiểu cũng được 2 tháng à. Lúc đầu bạn đó cũng muốn em ví dụ như là làm cho bà đó hài lòng, ví dụ mua cái này hoặc tức là cái hơi kia. Vật chất. Dạ đúng rồi, hơi... material chút xíu đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là em mới chỉ tìm hiểu thôi, nhưng mà thấy chung cũng hơi áp lực. Có nghĩa như mà nắm tay nắm chân rồi hôn hít rồi chưa? Dạ, có sâu đậm rồi chưa? Dạ cũng có, thì cũng có đi chơi cũng có cũng nắm có, tay đúng không? Dạ. Ừ, chứ bên đây là người ta tinh khôi luôn đó. Bên đây cũng có nhiều mối tình nhưng mà toàn là mối tình dài 3 tháng thôi. Dạ, thì rồi. Đó. Ta gọi là mối tình 6 chắc... tháng là sáng tháo luôn. 6 tháng là sáng tháo luôn. Nói chung không có gì đâu. Cái mong muốn nè. Người bạn gái là hiểu được cái công việc của em, tại công việc của em là thường hay cũng có khi đi làm tối. Bạn nói chung là biết chịu quan tâm mình, lắng nghe. Mình phải quan tâm người ta thì người ta mới quan tâm mình. Dạ, đôi khi mình đi làm hoài mình không quan tâm người ta, chứ mình cứ nói là bạn phải quan tâm tôi này kia sao được, đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Phải có tình yêu mà đàn ông là phải quan tâm phụ nữ trước. Dạ dạ đúng rồi, với bạn đó có chung là có đạo đức lễ phép là ok. Ai rồi. Cũng có đạo đức lễ phép hết trơn. Dạ. Rồi nhân dáng sao nè? Có ngoại hình dễ nhìn, dạ có tóc dài. Giống Mai không? Tóc dài có giống một hình mẫu lý tưởng nào không? Giang My hát bolero đó. Đúng rồi. Coi có giống Giang My không nha. Dạ. Sao? Ta có nét riêng khác Giang My chứ bộ. Thì đó bởi vậy. Rồi chào con gái. Dạ. Cười chú. Rất tươi ha. Dạ. Nãy giờ bạn kia nói ra cái tiêu chí gì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Dạ, con tự tin là điểm giỏi. Bây giờ mình mong muốn có một người yêu hình mẫu lý tưởng thế nào? Về ngoại hình, con hy vọng là anh ấy sẽ cao hơn 1m7, tròn tròn, mập mập, kiểu như là anh ấy đứng trước con thì sẽ không thấy con đâu. Ủa sao con thấy khoái mập là sao? Nếu mà anh ấy mà to hơn con á, thì con mới có cảm giác là bé nhỏ lại được. Dạ đúng rồi. Con bao nhiêu, mét bao nhiêu? Dạ con mét 63. Thì người ta cũng cần một cái người mà từ 67 đổ lên. Thì con đứng cô Dân, gần cô Dân con cảm giác bé nhỏ lắm con. Đứng gần chú Linh thì cũng bé nhỏ thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Cái bạn bên đó là mét mấy vậy cưng? Không tới cái số bạn này đưa ra, tôi đoán vậy đó. Anh có mét 60 được không em? Tôi cao gần 2 mét đó. Còn mét rưỡi, mét 6 gì kệ tôi. Ai đời của con là con không có phụ thuộc vào chiều cao, mà con phụ thuộc vào cái cách hành xử của cái anh đó đối với bạn nữ. Con thích anh Trấn Thành. Con thích một anh mà tôn trọng con, chủ động quyết định giùm con. Giả sử như là anh đã hẹn con, anh đã cứ quyết định cho con là nhắn cho con một cái tin thôi. Giờ giấc mấy giờ anh tới rước em đi đâu đó, không cần nhắn tin cho con hỏi là em muốn đi đâu, em muốn ăn gì. Cứ hẹn đi chơi thôi, còn đi đâu là anh quyết định. Dạ đúng rồi. Dễ, anh cái này dễ. Dạ, dạ. Cái này em làm còn chở đi đâu thì chở tùy người ta. Đúng không? Dễ vậy đó ta. Cho nên hay lắm rồi nha. Con với lại một lần một cái nữa là con thích anh đó biết không, lắng nghe, điều chỉnh, lắng nghe, hiểu và điều chỉnh. Được luôn. Dạ, con thích một anh trưởng thành, bình tĩnh, rồi thẳng thắn, rõ ràng, quyết đoán, bản lĩnh. Yên tâm đi, 3-4 mối tình rồi là có đủ tất cả những cái yếu tố đó đó. Khó lắm con ơi, con thích một loạt vậy á, cũng khó lắm á. Tại vì á, con biết là trong cuộc sống sẽ xảy ra rất rất là nhiều chuyện. Con cần anh đó phải thật sự là bình tĩnh. Anh đó đừng có đứng trước mặt con là một người cọc cằn, la lớn hay là chửi con gì đó. Anh ấy cứ bình tĩnh và nói chuyện nhẹ nhàng với con thôi. Ai cũng sợ tức con. Là bây giờ bé này nó đang như cái tờ giấy trắng á, vậy nó không có biết cái gì luôn. Thành ra là khi mà nó tưởng tượng thì nó ước mơ rất là nhiều. Cho nên nó nãy giờ bạn kia bạn nghe những cái gì cô gái này nói, bạn thấy bạn có thể làm được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng được khoảng 99%. Rồi ngon. Dạ. Chứ sao cái này đủ bản lĩnh chứ. Dạ nói chung là em là làm được. Rồi hôm nay đi với ai?
Dạ em đi với bạn đồng nghiệp với chị hai với lại là anh họ của em. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Huyền Linh và các bạn phim trường ạ. Dạ thì con thấy là bên cái bạn gái này rất là vui vẻ, dễ thương, hòa đồng. Chị thấy được á Minh. Cảm ơn chị. Bạn thân gì đó làm sao, có ý kiến gì không? Dạ thì em thấy cái mẫu người của bạn gái thì khá là phù hợp với bạn Minh. Hai người thì nói chung là em mong là hai người sẽ bấm nút đồng ý với nhau và tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn. Mình đi với ai con? Dạ con không biết, đây con đi với chị họ con và thằng em. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn Nam và dạ, chào mọi người. Con là chị họ của Trang. Bé Trang nhà con thì nãy giờ mọi người cũng thấy là bé rất là vui vẻ, dễ thương. Con nghĩ là ai quen được Trang thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Con cũng cảm ơn chương trình là con thấy là tìm giống như là hai bánh ghép ghép lại với nhau á. Phải không? Tự dạ. Con thấy vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Là bé Trang kiểu như rất là vô tư, còn bạn này thì suy nghĩ rất là thấu đáo. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, dạ con mong là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm ở ngoài. Ok vậy dạ, ngon rồi. Mở rào ý ông sao mở được. Mở rào. Ok. Dạ. Dạ mở rào, mở rào. Tới cơ hội chín mùi rồi mở rào. À, cô ấy luôn có nói thẳng vô. Nói thẳng vô vấn đề luôn nha. Không có lòng vòng. Cô này là thích nói thẳng vấn đề luôn. Rồi đứng lên nhận quà con. À anh có món quà. Ủa? Có bó hoa tặng em. Dạ cảm ơn anh. À cái này là bánh ở nhà anh làm cho nên là đây là bánh rép sầu riêng. Dạ. Đây là bức tranh mà em tô màu mà em thích, nó cũng đi theo em lâu nay rồi, hôm nay em tặng anh. À cảm ơn em. Dạ. Cái này em vẽ hả? Dạ không, em tô màu. Tô màu bé tô dạ, màu. Em tô màu. Bé không biết vẽ với chỉ biết tô màu thôi. Có tâm hồn nghệ thuật nhìn thấy bức tranh là đẹp. Sao mà sao lại tặng anh hoa hướng dương vậy? Dạ tại vì em thì em thích hoa hướng dương, cho nên hoa hướng dương thì nó luôn luôn hướng về phía mặt trời cho nên em thích. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Lần đầu thì em gặp anh em có thấy anh như thế nào? Tại vì em hơi bị bất ngờ. Dạ. Em là mong muốn là gặp một anh đi như là em đứng sau lưng thì không thấy đâu. Con nấp thử coi, con đưa con nấp coi cô thấy con không? Con đứng sau lưng anh con nấp thử đi. Coi cô có thấy con không? Ê nè, quay đây, con quay đây, con quay đây. Xin lỗi nha, chị thấy có một chút xíu cái là bên đây của con chút xíu thôi á, không tin là quay chú Huyền Linh hỏi con đứng trước mặt coi. Đứng nấp sau lưng anh coi. Đó, nấp đàng hoàng. Đó, có thấy không? Thấy hết á. Nói chung là cũng không có to gì đâu. Thằng cha này. Cô Dân đứng thôi à. Cha này. Cô Dân đứng thôi à. Người ta thấy sao nói vậy người ơi? Rất rõ ràng nè, thứ nhất là con đi guốc nha. Thứ hai á là đây là con đứng đàng hoàng nha cô. Ủa cần gì phải che không thấy? Nó muốn vậy. Thì sao cặp đôi đẹp thôi chứ cần gì phải che không thấy. Ông đứng đây cho tôi nấp sau lưng ông coi mọi người có thấy không? Đó, thấy không? Vấn đề là cắt nấp, con hiểu không? Vấn đề đây là cắt nấp nè, nè, cắt nè. Nấp, đúng rồi. Có ai thấy đúng. Tôi đó? Sao thấy được, không có thấy được. Thấy chứ. Hiểu dạ. Không, người ta che chở là che chở như thế nào, con hiểu chưa? Lạ quá, người ta kiếm người yêu cho nó thon thả cho thấy này kia chứ ai mà kiếm người yêu che lấp mình đi cho mệt vậy con. Ai con thích như vậy? Ta nói con nít mà nó thích. Thích gì đó hả? Thích, nó thích hoa hướng dương là nó phải tặng hoa hướng dương đó. Người phụ nữ đầu tiên thích một muối. Hồi xưa ta thích mấy muối không à? Dạ. Con nhận con tô màu thì đẹp thiệt. Đẹp chứ. Này mấy trường mẫu giáo họ dạy tô đẹp hơn. Chơi vui chứ dễ thương ha. Ừ. Trong veo mà, luôn vậy đó. Trong veo vậy đó. Được á. Dạ, cưng dạ. Lắm thấy cưng. Nói luôn, nói dạ. Nói liền thì, đó em. Là bóng cây cơ dạ. Cho em nấp dạ. Anh yêu em vô luôn. Chưa đấy. Chưa gì ta muốn nói thẳng một mà. Một bài hát luôn nha. Sau đó là tấn một bài luôn. Hát thay lời muốn nói luôn. Dạ. Anh tặng em một bài là Cầu Vồng Tình Yêu. Dạ. Người ơi xin chớ âu sầu, tình chúng ta sẽ không phai màu. Hãy để anh luôn là người mang đến em bao nhiêu nụ cười. Vì khi em vui là lúc anh sẽ không buồn đâu. Em là cuộc đời, là cả thế giới của anh. Và sâu trong trái tim này, ngàn tiếng yêu vẫn luôn dâng đầy, dành trao cho em hỡi người. Dẫu cho thế gian đổi rời, just only for you and I miss you baby.
sẽ yêu mãi mình em mà thôi. Cảm ơn. Nắm hai tay luôn, nắm hai tay. Sao luôn. Con nè? Hai sao? Tay nhìn nhau đây. Em có cảm nhận đó. Em cảm nhận sao à? Có điểm trong người không? Em thấy rất hay. Ờ, em thấy anh sao có phong độ như em nói không? Không, vẫn những cảm nhận ban đầu. Em khá là bất ngờ khi mà gặp anh. Bất ngờ gì? Bất ngờ theo hướng tích cực hay sao em? Dạ, là hướng tích cực. À rồi, à, tốt cảm ơn rồi, em. Vậy là tốt dạ. Rồi. Dạ. À, tại vì anh thì khi cái lời nói anh nó không có được trao chuốt. Cho nên là nếu sau này em cho anh cơ hội thì anh sẽ có nhiều cái bất ngờ hơn. Dạ không, em thì tính em thì khá là thực tế. À. Dạ, cho nên là mong là anh cũng sẽ thực tế với em. Em nghĩ là khi mình tiến tới hôn nhân là khi anh sẵn sàng, em sẵn sàng, hai đứa tin tưởng nhau, hoặc là cảm thấy là cuộc sống hôn nhân nó sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn là cuộc sống độc thân hiện tại. Rồi. Khi mà em thấy được điều đó thực sự có thì em sẽ quyết định là mình bước sang một trang mới. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chuẩn bị làm theo nhịp tim của mình nhé. Đó, nhịp tim đó. Trái tim mách bảo như thế nào thì ta làm như thế. Một cô gái chưa bao giờ yêu cả và cô ấy luôn luôn muốn rằng tình yêu phải đến trực tiếp. Cô ấy muốn rằng tình yêu phải như hoa hướng dương. Đúng rồi. Rồi, 1 2 3. Hết thời gian. Đậm quá. Bên kia là chưa tới là người ta đã bấm luôn rồi đó. Dạ. Nha, mạnh mẽ dạ, lên chút okay. Xíu chàng trai Tiền Giang nha. Dạ. Ha, cùng chung quyền với tôi luôn đó. Dạ. Rồi, bây giờ hôn bạn gái đi. Anh xin phép được hôn em chứ. Dạ. Đó. Hai bên luôn, hai bên. Bên kia nữa. Cái mũi cao quá đó, vô là cái đụng mũi cơ mà. Bên kia. Dạ. Qua đằng sau, choàng ra đằng sau kìa. Đó. À, đó, đúng rồi đó. 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 Bắt đầu từ từ, nụ hôn đầu đời đó. Dạ. Nhẹ nhàng vô. Rồi. Rồi. Ngoại hình của bạn trai, nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn, biết lo, biết nghĩ cho gia đình. Ờ, và bạn trai là không có gia trưởng. À. Em sợ gia trưởng lắm. Ờ, cũng... anh bên đó anh cũng sợ người gia trưởng lắm. Chắc dạ. Anh không có gia trưởng đâu. Dạ, em thì còn cũng bạn trai em thì nếu mà được thì có thể là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát cũng được. Còn không thì em cũng có thể là em nói chuyện, bắt chuyện trước với bạn trai cũng được, cũng không vấn đề. Mình làm dâu được không em? Dạ, được chị. Được ha, không có lo lắng gì hết ha. Rồi, vậy quá tốt. À, có muốn chiều cao, mập ốm, cao thấp nè, mập dạ, mũi như thế nào không? Em thì tuổi thì em chỉ mong bạn trai em đừng có hơn 10 tuổi quá. Và em thì thích con trai ốm hơn em, cao hơn em, nhưng mà cái điều là trước giờ em toàn quen toàn những người tròn người với lại cũng thấp thấp. Dạ, hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn theo dõi và chào bạn nữ. Mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, 33 tuổi, mình quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện giờ em đang sống và làm việc ở quận 10. Làm gì Khoa? Dạ, nhà em làm sản xuất cho sơn cho đồ gỗ. À, tức là giống như BU đi hả? Dạ, dạ, dạ. À, rồi Khoa 33 tuổi. Dạ. Làm công ty sơn. Dạ. Nhà là thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào em. Toàn thể quý khán giả. Em chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi. Em sống và sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh, em làm việc tại quận 1, là nhân viên văn phòng, kế toán. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em cái điểm mạnh của em là em tính cách là em hay vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, em hay cười lắm. Với lại em cũng chịu khó, kiên trì. Chịu khó gì? Chịu khó và kiên trì. Em có thể chịu cực được, nhưng mà em... em cũng có những cái tật xấu khác nữa mà cũng liên quan đến những cái điểm tốt. Rồi, tật xấu gì? Dạ, điểm xấu của em là em vui vẻ hòa đồng nhưng mà em lại hay nóng tính lắm. Em hay dễ bộc ra trên mặt em lắm. Em hay bộc lộ cảm xúc của mình ra trước, nhưng mà sau đó em lại mau quên. Em bộc ra xong em quên liền. Còn em cũng thích đi du lịch một mình lắm. Em cũng hay đi chơi nhiều lắm.
nên em chơi với ai, bạn dạ, bè em đi, hay là đi một mình? Em đi du lịch là em đi một mình. Đi một mình, dạ. Đi chơi nhiều nơi đi một mình vậy đó. Dạ đúng rồi. À. Rồi ha, hy vọng lần sau bạn kia dễ thương nhiệt tình ha. Kiên nhẫn nữa ha. Nóng tính hả? Dạ. Nhiệt tình dễ thương mà hơi nóng tính. Dạ. Hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài, những cái người này á là phải nói là họ rất là vui vẻ nhưng mà đôi khi nóng quá họ kìm cảm xúc không được đúng không em? Bộc phát thôi nhưng mà lòng thì tốt lắm. Dạ. Em giống y chang như anh vậy đó. Rồi xin mời bạn trai nói về ưu điểm khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em cũng là vui vẻ, hòa đồng, dễ làm quen, nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không có không nhậu được. Em không nhậu. Ôi, dạ. Tốt rồi. Dạ, có nóng tính không? Dạ em nghĩ thì em cũng không nóng tính nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu chuyện. Dạ. Chịu khó lắng nghe. Dạ. Lâu lâu mới hiểu hay là hiểu liền? Dạ thì hiểu thì cũng hiểu, mà có những chuyện mình có thể làm được thì mình sẽ chấp nhận, còn những chuyện mình cảm thấy mình không làm được thì mình sẽ trả lời. À, trả lời luôn, chia sẻ luôn cho nó thoải mái ha. Nhưng có tật xấu gì không? Thực sự em không biết nên gọi là ưu điểm hay nhược điểm, nhưng mà như là em hay chiều người yêu quá. Hả? Chiều người yêu nhiều quá. Chiều người yêu? Tốt chứ. Dạ, người yêu khoái có gì đâu. Dạ không, nhưng mà nó thành ra là cái có thể em không gặp đúng người, là người ta thấy em chiều vậy thành ra lại nghĩ là em yêu thương quá rồi, cái gì cũng được hết, cho nên càng lúc càng như là muốn ỷ lại đúng không? Kiểm soát em. Muốn kiểm soát em, muốn em thay đổi theo người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích. Mà lại một cái nữa là em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua. Rồi khúc mà tới lúc mình không chấp nhận nổi nữa thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết, nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi. Anh thấy là tính của em, cô bên kia được đó, bên kia rất là kiên nhẫn, kiên trì ha. Bên em á là chia sẻ nhưng mà hơi bi lụy chút. Anh thấy hai người cũng hợp về tính cách á. Cái đó không phải tật xấu đâu, mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em. Kệ, anh kia họ lầm lần cũng được, nó không sao đâu, phụ nữ anh mà. Anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào? Cái vụ mà anh chiều đó, mình có được đằng chân lưng đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không? Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Kệ không sao đâu, phụ nữ ăn hiếp đàn ông là chuyện bình thường. Thôi bớt bớt thôi ha, vừa thôi ha. Để anh im 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 cái hồi anh bùng cái là anh đi luôn á. Rồi tình trường mình sao em? Dạ em có trải qua hai mối tình. Và mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi. Quen được bao lâu mà chia tay? Dạ em quen cũng được 2 năm. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì có vấn đề là cũng là do vấn đề tôn giáo. Anh gia đình anh ấy không có chấp nhận theo đạo và cũng không có chấp nhận em, đồng thời em cũng cũng không có muốn là đạo ai người đó theo, tại vì em muốn là em sau này để cho con cái mình nó dễ theo hướng của bên cùng một hướng hơn. Ủa em là em có đạo hay em thì gái? Em hỏi ảnh đi coi. Dạ sao? Em có đạo anh. Em trai có đạo không? Em có đạo. Trời quá. Tốt quá rồi. Để yên tâm rồi ha. Dạ. Mấy cái vụ này trục trặc hoài luôn á. Rồi. Để yêu nhau xong rồi cái mai mốt vì vậy mà chia tay thì cũng buồn đôi bên đúng không? Dạ. Nghe vậy là yên tâm rồi. Rồi tình trường mình sao em trai? Thực sự nói em cũng quen cũng nhiều người, nhưng mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện lập gia đình, cho nên cũng quen rồi cũng vui vui thôi. Nhưng mà quen sau... vui hả? Quen nhiều người lắm hả? Dạ nhiều thì từ lúc đi học cho tới khi mình ra trường rồi đi làm thì cũng có quen cũng khá nhiều hả? Dạ thôi. Có nhiều. Nhưng mà sau 30 thì em thực sự em chỉ tìm hiểu là hai người, hai bạn. Nhưng mà một bạn thì lại là nhà là quy y cho nên gia đình bên đó không chấp nhận. Với lại một bạn nữa là như nãy em có nói là kiểu sống nghiêm khắc quá, nghiêm khắc trong khuôn khổ quá. Cho nên nhiều lúc rồi muốn em và ép vô khuôn khổ, ví dụ đơn giản là Tết đi, mình chơi trong nhà, mình cũng đánh bài hên xui, mình Tết nha vui, thì bạn đó lại nó nghĩ lại là chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia, nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận rồi lại gây gắt rồi cãi nhau. Nhưng mà cũng nghĩ cũng đúng đó, tính ra là nếu mình đánh riết rồi nhỏ nhỏ thì khi mình ghiền đánh lớn thì sao, anh nghĩ cũng đúng đó chứ. Dạ nhưng thì chỉ là như em chơi trong nhà em thôi, người trong gia đình như bà con thôi anh, chứ không chịu luôn. Dạ vậy thì vì lý do đó mà chia tay hả? Dạ không, xong rồi chung nhiều chuyện khác, ví dụ về ăn mặc, cách nói chuyện hay là
về ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay nhiều thứ lắm, cho nên bạn cứ là không hợp nhiều thứ. Dạ dạ bạn còn cứ còn cái lý do mà... nào khác đặc biệt nữa không? Dạ. Mà để hai bạn phải chia tay nhau không? Nghĩa là bạn ấy khó khăn cái gì để nghe đặng bạn nữ bên đây mình nghe mình rút kinh nghiệm luôn để coi mình có vậy không nè. Dạ. Thì em nói chung là em cũng có chia sẻ là anh những cái chuyện đó thì cũng mình nhường một xíu mỗi người mỗi bên một xíu thì để có thể nó tốt hơn, thì mà bạn đó lại như là không chấp nhận được chuyện đó, cho nên chúng có trao đổi nhưng không thay đổi đúng dạ, không? Dạ dạ không thay đổi được cho nên nhưng mà cái đó là hơi gia trưởng đó ha, bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không? Dạ đúng. Dạ, nhưng bây giờ vấn đề chỗ là em qua 30 rồi, dạ. Em cũng muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa? À, có anh sau 30 là em đã nghiêm túc. Em... nghiêm túc lập gia đình. Dạ. Nghiêm túc mới ngồi đây mới kết nối được nha. Dạ. Người của nó giờ là chưa có gì chứ nên chưa lấy vợ được. Dạ, không, rồi giờ cũng hơi lố anh. Thôi vậy là được dạ. Ha. Bây giờ mình có những cái kinh nghiệm mình rút ra sau những cái mối tình dang dở rồi, dạ. Mình sẽ vun đắp cho mối tình này tốt hơn, đẹp hơn nữa. Dạ, em hy vọng là vậy. Bây giờ hai bạn mình muốn bạn gái Hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cái mẫu người lý tưởng của mình. Dạ, em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai, nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn, biết lo, biết nghĩ cho gia đình. Và bạn trai là không có gia trưởng. À, em sợ gia trưởng lắm. Cũng... anh bên đó anh cũng sợ người gia trưởng lắm, chắc dạ. Anh không có gia trưởng đâu. Dạ, em thì còn cũng bạn trai em thì nếu mà được thì có thể là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát cũng được. Còn không thì em cũng có thể là em nói chuyện, bắt chuyện trước với bạn trai cũng được, cũng không vấn đề. Mình làm dâu được không em? Dạ, được chị. Được ha, không có lo lắng gì hết ha. Rồi vậy quá tốt. Có muốn chiều cao, mập ốm, cao thấp hay mập mũi như thế nào không? Em thì tuổi thì em chỉ mong bạn trai em đừng có hơn 10 tuổi quá. Và em thì thích con trai ốm hơn em, cao hơn em. Nhưng mà cái điều là trước giờ em từng quen toàn những người tròn người với lại cũng thấp thấp. Nên em cũng không có quan trọng ngoại hình đâu. Nhưng mong muốn thì như vậy, còn không được thì cũng không sao ha. Dạ. Miễn tốt với mình, yêu thương mình là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, còn bạn trai, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em thì em thích một người cũng bạn gái cũng vừa vừa, người khoảng chừng 1m55 tới 1m6. Người thì không ốm quá, người có da có thịt, tròn tròn xíu rồi. Múp múp mếp mếp chung ha. Dạ. Ừ, có da có thịt dễ thương ha. Dạ, nhìn dễ thương. Rồi. Tính tình sao? Thì em là vui vẻ hòa đồng rồi thì biết hiểu chuyện, điều như là thông cảm, rồi lại gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi. Rồi biết điều phụ dạ. Nữ dễ thương lắm sao đâu dạ. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Trời ơi có da có thịt lắm luôn á. Đúng như lý em nói luôn. Chào em gái dạ, dễ thương, nụ cười rất là có duyên ha. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó nó tâm đầu ý hợp không? Dạ cũng có anh. Cũng có đúng không? Dạ. Trời giọng dễ thương lắm á. Em hơi gái có thật... luôn á. Có duyên ha. Em gái nè, nếu gì về làm dâu em làm dâu được không? Dạ em làm dâu thì được, nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi. Lý do sao chịu nổi? Dạ tại vì em cũng dữ lắm. Em dữ hả? Em giữ chồng chứ dám giữ mà bà già chồng hả? Trời đất ơi, giữ là giữ với chồng mình thôi. Yeah. Nấu nướng gì được không? Dạ có, em thích nấu ăn cho bạn bè với lại người yêu em lắm. Em thích nấu ăn? Dạ. Nhưng hình như người ta ít ăn hơn em. Em nấu xong em ăn nhiều á. Chắc dạ. Nếm nhiều ha. Em cái này là em mập cũng từ nhỏ rồi. Không có mập, cái này không có mập. Dạ. Bây giờ đừng có nói mập. Dạ, cái này em đã giảm cân rồi đó anh. Ồ, giảm rồi đó hả? Dạ. Cái này là múp múp thôi, múp không có mập. Mập là phải 90% mới mập. Dạ. Rồi. Nhưng mà em gái em không thích cái gì, tật xấu gì của người đàn ông? Em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng càm ràm với lại la mắng hoặc là gia trưởng thôi. Anh này làm gì la mắng, anh còn bi lụy phụ nữ nữa. Ha? Dạ, nhưng mà quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên đó thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật. Hiểu nóng giận không? Bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi. Nãy em nói đúng không? Dạ. À, giống tính tôi á, nóng lên cái bộc lộ thể hiện luôn rồi, xong cái hết liền. Nhưng không sao, anh này hiền lắm, anh thấy được á. Nay là giảm cân rồi em. Hả cưng? Tươi, dạ. Rất là tươi ha. Nhịn ăn hay là tập thể dục hay là dạ, như thế nào? Dạ, cái này em ăn kiêng với lại em tập gym. Em cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi. Rất là đẹp rồi.
cố gắng thêm xíu nữa. Không phải giảm thêm 5 kg nữa em. 5 kg nữa là được. Alo, chào em. Dạ, chào chị. Thích người búp miếp hả? Dạ. Thích của nào trời trao của nấy ha. Dạ, hy vọng vậy. Hy vọng vậy ha. Rồi, bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? À, em nghĩ cỡ 1 năm. Một năm đổ lại, một năm trở lại. Rồi, hồi nãy xong rồi về mình sẽ sống ở đâu? Nếu thì nhà em là ở quận 10 với lại quận 11 thì ở ở chung ba mẹ cũng được mà ở riêng cũng được. À, là có nhà riêng luôn hả? Dạ thì cũng là ba mẹ mua thôi chứ không phải nhà của em. Rồi. Và cái công việc của mình vậy là ổn định chưa em? Em có cái gì có phát ý tưởng mình phát triển cái kinh tế của mình hay là mình có cái kế hoạch gì trong tương lai không? Thì theo em nghĩ là hiện giờ là như một cuộc sống ổn định thì cũng em có thể em nghĩ là bảo đảm được. Còn tương lai thì hiển nhiên là mình cũng muốn làm được cái gì mình phát triển lên, nhưng mà chuyện em không biết chắc nên là như bây giờ em không có nói trước, nhưng mà có thể bảo đảm là cuộc sống là ổn định được. Bên đây thì em là nãy em nói em sinh năm bao nhiêu? 85 chị. 85 là chưa sao ha, vẫn còn nằm trong cái khoảng đó đúng không? Dạ. Kiểu như vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều á, em có ngại gì không? Phải cưng chiều nhiều á. Thế đó thì em không thấy không có vấn đề gì, quan trọng là hiểu nhau thôi. Rồi. Chia sẻ nhau được rồi. Hy vọng lần này em vẫn phải giữ cái tính cưng chiều bạn gái là tốt, nhưng mà hy vọng là bạn gái mình phải có chuẩn mực ngay từ đầu, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về ha. Đừng để được đằng chân lân đằng đầu rồi cái cuối cùng đụng cái mình im cái mình bỏ người ta tội nghiệp người ta. Ví dụ ngay từ đầu á cũng tại em nuông chiều quá thì bạn gái mình mới hư. Tức là em cũng có nói nhưng mà kiểu em nó không phải quyết liệt thì phải quyết liệt lên. Thì người ta tưởng là em nói chơi nên không có tin. Nhưng mà vậy tự nhiên đụng em bỏ người ta tội nghiệp người ta. Có nghĩa là ví dụ ngay từ đầu mình thấy được nào, được là mình chiều, không được mình phải nói để mình xây dựng góp ý. Chứ đừng có để kiểu hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt, lần này là phải quyết liệt nha. Chứ đừng làm mất duyên con gái người ta ha. Quyết liệt lên. Chúc mừng em nha, hy vọng hôm nay được nha. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại thím với dì. Có má nữa hả? Cả nhà luôn ha. Rồi cho gặp cô chút đi ạ. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường, MC Cát Tường. Em là dì của Đăng Khoa. Đây là mẹ, mà mẹ run quá không nói được. Rồi dì nói sao, thấy gì sao vậy? Thấy cô bé này cũng nói chuyện có duyên, khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mẫm mỉm. Không sao, em nó tập gym thôi, được Khoa. đang trên đà giảm cân á cô, hy vọng giảm 5kg đó là đẹp gái rồi. Thôi mẹ của Khoa, Khoa mà thấy cũng mẹ là thấy đồng ý, hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi. Thấy hai bên thấy cũng mẹ cũng tầm đổi hợp vậy gần, nhưng mà duyên tới đây là cũng đã là một vấn đề là có duyên rồi. Có duyên mới gặp nhau ở trên này. Có duyên lắm á, mấy còn ngàn người mới lọc ra được hai người này đó. Còn lại thôi hai đứa tìm hiểu thêm ha. Cho mẹ nói câu đi, cô thấy sao cô? Thấy con dâu tương lai được không? Thì má thấy cũng được, hiền lành. Chị cũng khó, thấy cái tính cách nói chuyện, thấy hiền này kia. Đó, với lại có đạo là má cũng thấy, cũng chịu. Má chịu rồi đó. Cảm ơn cô. Vậy cả nhà chịu rồi đó. Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, với cô, với lại chị. Cũng có gia đình, có ba mẹ luôn ha. Dạ, chào cô chú ạ. Chào cô chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thì đây là cha, và kế bên tôi là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Thì ở đây cũng xin chào bên Nam và các bạn trong khán phòng giữ cái live show, cái hẹn hò này. Thì cái bên về nãy thì cái cháu Phượng Hoàng thì cũng mới nói về cái ưu và khuyết điểm. Thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó thì đúng là tính nóng, cũng giống mẹ. Nhưng mà cái là cháu có bản lĩnh, tôi phải công nhận. Trong ba đứa con thì phải công nhận này có bản lĩnh. Nó muốn cái gì là được cái đó. Chẳng hạn như cháu mũm mĩm, nhưng mà cháu giảm cân thì dứt khoát là giảm cân. 7 tháng nay cháu giảm được 20+ kg à. Hai mươi mấy ký hả? Dạ, gần 30 ký. Công việc làm thì nói chung là cháu trải nghiệm rất là nhiều công việc, là xin chỗ nào đó là thấy được chỗ đó, thì thấy rất là bản lĩnh. Nhiều chỗ người ta không có tuyển, nhưng mà cháu tự động vô, rồi phỏng vấn nói chuyện là tất cả công ty đó ok ngay. Thì cái thứ hai nữa đó là cháu về cái
nếu mà về, nếu mà được hai hai bên mà được quen với nhau đó thì cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu. Cũng hy vọng là cũng bằng nửa anh Quyền Linh là mừng lắm rồi. Còn những tính cách về nữ thì để nhường cho mẹ cháu nói. Dạ, xin chào. Dạ. Cháu, đây là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Xin lỗi thêm, cháu thì cũng như cháu chồng nói vậy á, cháu cũng nói nhưng mà có cái cháu hơi nóng tính. Được gia đình cũng tự hào vì cháu, hồi trước cháu mập lắm. Mà cháu giống như cháu cương quyết làm gì thì cháu làm được. Mà không có tự ti, mặc cảm. Nên gia đình rất là mừng. Thường thường mấy người mập hay mắc bệnh tự ti mặc cảm lắm mà không có mà ấy. Rồi hôm nay sẵn như đây gặp hai gia đình thì anh bên đây cũng dễ thương. Nhưng mà mẹ thì có ý kiến là dù muốn gì không con cứ bấm. Là tại vì anh rất là dễ thương. Vậy là mình tìm hiểu chứ không phải là lắm. Cảm ơn cô chú. Qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh, không? Yeah. Giảm hai mươi mấy ký là bản lĩnh lắm đó. Anh mà giảm có 5-6 ký mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó. Chứ không phải giỡn đâu nha. 7 tháng mà giảm 20 mấy ký hả em? Dạ em. Giỏi đó, chúc em nhớ. Em mập lắm. Chỉ anh giảm hai mấy ký nha em. Ngày xưa em 105 lận. 105 ký. Quá dữ luôn. Hiện tại thì bây giờ em bắt đầu em giảm cân là từ tháng 3, cuối tháng 3 đến bây giờ. Là em giảm bây giờ em còn lại là 76 ký. Rồi. Chúc em cho anh gặp riêng chút xíu để em cho anh bí quyết giảm 20 mấy ký nha. Yeah. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Rồi. Mở rào. Đó. Xin chào anh. Chào anh. Dạ rồi em cảm ơn. Cái này là cỡ may mắn, em cũng chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống cái này. À rồi, cảm ơn. Hy vọng là em thích quà của anh. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Hồi hộp biết nói gì ta. Anh nói trước. Em thì giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận Bình Thạnh. À Bình Thạnh thôi. Dạ. Là nhà em là đảo, là hai bên ba mẹ bên nội ngoại đều có đảo hết luôn hay? Dạ đúng rồi. Thì anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại, bên nội anh thì không có đạo. Dạ. Nhưng mà từ nhỏ là đã đấy rồi. Em anh thấy em như thế nào anh? Em dễ thương, em cười tươi, em cười dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Lại cái giọng em hiền, nghe hiền. À, nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì anh theo anh nghĩ thì em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha? Sự nói thật thiệt là anh cũng như em cỡ vậy cũng là vừa. Nhưng mà nếu có thể được thì chừng một xí thôi, cũng không cần phải nhiều quá. Như là anh giúp là không phải là ép, phải là khuôn khổ em phải bao nhiêu em cứ thoải mái thôi, em cứ tập rồi ăn uống bình thường rồi sao? Dạ, sao? Tại vì mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm 20 ký nữa. Nên... Vậy 7 tháng nữa hả? 7 tháng nữa là cũng hy vọng là được. Nên không biết có ổn hay không. Nhiều lắm em ơi, 10 ký nữa là được rồi. Người ta nói chuyện tình yêu đi, cứ nói giảm ký hoài. Anh quen thì anh có. Nếu mà như nãy em chia sẻ, anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? À, nóng thì dù quan trọng là ta nóng, mà nóng mà ta ghim luôn thì hơi khó. Nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm, anh ngồi anh nghe em nói thôi sao đó. Khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sau. Không, em được. Tính thì em nóng thì em cũng dễ lắm. Em nóng rồi im một hồi nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là... Không cho im luôn, phải nói lại. Phải nói chuyện lại giống như là... Mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à. Tính em cũng không quên nữa. À, vậy thì yên tâm, anh lái qua chuyện khác thôi, là coi như hết giận, hết nóng thôi. Dạ. Yeah. Thường thì em có thời gian rảnh của em á là thường là cuối tuần hay là trong tuần em có khi nào rảnh em không? Làm do em làm giờ hành chánh nên em sẽ rảnh vào buổi tối sau 6 giờ chiều. Đồng thời cuối tuần em cũng rảnh luôn, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ làm. Mà em gần đây em đang giảm cân nên em phải dành thời gian cho em tập gym á. Là ngày nào cũng phải tập hết. À, mỗi ngày đều tập hả? Mỗi ngày em tập khoảng bao lâu rồi?
Em tập thì em nếu mà thứ bảy chủ nhật là em sẽ tập vào buổi sáng, còn ngày thường là em sẽ tập vào 5:30 sáng rồi đến 8:00 em đi làm, còn đến tối thì em về em tập thêm nữa là từ 8:00 cho đến 9:30 em về. Mà em tập thêm 3-4 tiếng luôn. Dạ em chia ra, tại vì ngày sáng thì em tập nặng rồi chiều em tập nhẹ. Hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10kg nữa là chuẩn luôn nha, mặt rất đẹp luôn á. Không mặt, ngon mặt em dễ thương, em dễ thương. Thường thì anh rảnh được 24/6, từ thứ ba thứ năm là đánh cầu lông. Anh thích đánh cầu lông. Với lại từ sự buổi sáng thứ ba thứ năm là cũng có đi tập gym một xíu, 1 tiếng mấy. Ta hẹn tập gym chung đi. Tập mua bộ cầu lông hai đứa đánh chung đi. Đánh cầu lông cũng ốm đó em. Dạ em thì chưa biết đánh, nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được. Rồi được, đem rảnh em lại đi. Vô chuyện hẹn hò tình yêu đi ha bạn. Thường dù em thích đi xem phim á, em thích xem phim thể loại về cái gì? Dạ em thì cũng thích coi phim rạp lắm. Mà thể loại nào em cũng thích coi hết. Mà em thấy phim nào hay là em coi. Ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim, bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi. Thì một tuần cũng coi phim một lần, nếu mà có người đi chung thì em mới đi chung. Hy vọng là anh hẹn em đi coi đi coi chung nha. Dạ, em cũng hy vọng là em với anh cũng đi coi chung được. Anh có cái vụ thích đi du lịch mình đó. Anh có thích đi du lịch không anh? Du lịch thì ai cũng thích. Mà anh thì em hỏi em luôn là em thích đi biển hay là đi ngắm cảnh, đi em núi? Thích đi tìm tòi khám phá. Biển cũng có mà miền núi cũng có, nhưng mà nếu mà xếp về miền núi thì em phải đi chung rồi, tại vì em không có chạy xe em gắn máy miền núi được, em sợ độ cao. Còn nếu mà đi biển thì em có thể em đi một mình được hết, là em tự chạy xe với gắn máy được hết. Đi một mình chán lắm, mốt đi chung, mốt đi có người đi chung. Vậy bố mẹ anh đi chung cũng được. Quan điểm thế nào về sinh con trai con gái, mấy đứa con là đủ? Theo ý em là em, dạ, em thì không quan trọng vấn đề đó, em trai gái đều được hết, và nếu có đông thì càng vui, mà quan trọng nuôi nổi không thôi. Cái đó mới là quan trọng. Dạ. Thì anh thì cũng nam nữ gì cũng sao, quan trọng là cỡ 2-3 đứa là vui được rồi. Dạ. Chở 2-3 đứa còn hiền bắt chết. Rồi bây giờ á, chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau, để cảm nhận, và sau đó mỗi người sẽ nói một câu gì đó bằng những suy nghĩ thật của mình về người đối diện nha. Rồi hai bạn nhìn nhau 30 giây, bắt đầu. Thì trước giờ anh cũng quen, cũng tìm hiểu nhiều người, nhưng mà chung là chắc là anh không gặp đúng người, và lại vấn đề về đạo nữa, cho nên hôm nay cũng là cái may mắn gặp được em. Em sự là em cười dễ thương, mà em lại có đạo cùng với anh thì anh mừng, anh vui lắm, mới nghe mới biết luôn. Cho nên hy vọng là anh có cơ hội để anh tìm hiểu với em được kỹ hơn. Còn về em nghĩ về ngoại hình của em thì em cứ thoải mái, em thích tập thì em tập, nhưng mà giảm được thì tốt, không giảm được anh nghĩ cũng không vấn đề quan trọng lắm. Cùng lắm dù như anh ráng anh ăn lên chứ lên ký xíu đi để liên hợp với em nhiều hơn thì được hơn. Em thì trước giờ em cũng có quen, nhưng mà em cũng chưa có tìm được người phù hợp. Hôm nay em gặp anh thì anh cũng đúng là cái người mà em cũng tìm, nhưng mà không có biết thì chưa có tìm hiểu được hết, nên em cũng hy vọng mình có thể là tìm hiểu nhau được nhiều hơn để xem có hợp hay không. Rồi hết được thời gian. Dễ thương quá. Rồi đặt tay vào nút bấm nè em. Để tay nút bấm đi các bạn. Bây giờ chúng ta cũng có ít phút để trao đổi với nhau rồi ha. Mình phần nào cũng kiểm tra được cái cảm xúc của mình hiện tại, là trái tim của mình có rung động hay không, mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Nhớ nha, mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình, có gia đình hai bên đang chứng kiến nha. Anh đã làm mai mối rất nhiều cặp rồi, họ đã lấy nhau rồi. Và anh có cảm giác cặp đôi này hình như là rất hợp với nhau. Hình như gương mặt họ cũng giống giống nhau, nụ cười cũng giống giống nhau. Và gương mặt phu thê đó quý vị. Tôi tin lắm là cặp đôi này sẽ sớm đến hạnh phúc ha. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra con tim mình lần cuối cùng, xem có chung nhịp đập với nhau hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2
3. Hết thời gian. Có bấm không? Lúc anh đang nói bấm rồi luôn rồi đó. Bấm rồi hả? Có bấm luôn rồi hả? Các bạn làm chúng tôi hồi hộp quá. Thật sự là anh rất muốn hai đứa bấm luôn á. Nhìn hai đứa duyên lắm á, nắm tay chặt thế nào. Nè, bắt đầu từ giây phút này, bắt đầu từ ngày hôm nay, có mặt hai bên gia đình ba mẹ và hàng triệu khán giả làm chứng. Các bạn đã nói những gì với nhau, các bạn đã chia sẻ gì với nhau. Các bạn nhớ nha, chúng ta một lòng một dạ không thay đổi nha. Thôi bây giờ á, là nói gì với lại ba mẹ đi. Nói hai bác, xin phép hai bác là cho con được làm hẹn hò với em gái rồi. Xin phép gì đó, em nói đi. Con hôm nay con gặp bé Hoàng. Hoàng sự lời dễ thương cho như con muốn, cho nên hy vọng là hai bác cho cơ hội lên làm quen, tìm hiểu với Hoàng điều thêm. Cũng thay mặt cho cháu Phượng Hoàng thì cô chú đây cũng cũng mong là hai cháu thì cũng được quen nhau, còn tìm hiểu nhau. Thì còn vấn đề tiến tới đó thì do hai cháu quyết định, chứ còn cô chú với mẹ thì cũng không quyết định được, thì hai cháu sống đời cả đời nhau, thành đó là do hai cháu phải tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi xin phép bác làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ. Vậy gia đình cho con phép khung bán hơi hoạn cả. Cái nụ hôn đó để minh chứng rằng các bạn bấm nút bằng cả trái tim của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp nha, đáng nhớ với các bạn đó. Đừng bao giờ quên giây phút này nha.